bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Harry Kane tới Bayern Munich là đòn đau cho MU. Từ chối MU, sao Hàn Quốc đồng ý đến Bayern Munich. Inter Milan từ chối lời đề nghị đầu tiên của MU cho Onana. Diễn biến mới nhất vụ MU theo đuổi Rasmus Højlund. Harry Kane tới Bayern Munich là đòn đau cho MU. Harry Kane được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với câu lạc bộ Bayern Munich, điều MU không thể dù theo đuổi tuyển thủ Anh từ lâu. Theo Bin, Harry Kane đồng ý chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Rào cản cuối cùng ở thương vụ này là mức giá chuyển nhượng. Trước đó, MU là đội tham vọng muốn có được Harry Kane. Tuy nhiên, Times khẳng định Quỷ Đỏ không quyết tâm khi sớm rút lui. Động thái của ban lãnh đạo MU khiến huấn luyện viên Ten Hag thất vọng. Nhà cầm quân người Hà Lan coi Harry Kane là mục tiêu chuyển nhượng số 1 và một mảnh ghép phù hợp với cách triển khai bóng của MU. Để vốn mất Harry Kane vào tay của Bayern Munich, kế hoạch chuyển nhượng của MU thực sự là có vấn đề. Giá trị của Harry Kane. Mùa 2022-2023, gà trống thi đấu bạc nhược và không có suất dự cúp châu Âu, thành tích tệ nhất từ năm 2009. Tuy nhiên, Harry Kane vẫn chứng tỏ đẳng cấp với những bàn thắng liên tiếp. Harry Kane là chân sút hay nhất lịch sử Tottenham. Anh chạm cột mốc 213 bàn tại Premier League, chỉ còn kém kỷ lục của Alan Shearer với 260 pha lập công. 30 bàn trong mùa giải 2022-2023 là đủ để Harry Kane giành được chiếc giày vàng trong 24 mùa Premier League trước đó. Harry Kane chỉ chịu khuất phục trước một Erling Haaland quá xuất sắc. Nhưng nên nhớ, Erling Haaland được phục vụ tốt hơn khi chơi cho một Man City vượt trội. Sự ổn định của Harry Kane đáng nể khi anh ghi bàn trong 26 trận đấu khác nhau tại Premier League. Đây cũng là kỷ lục tính trong mùa giải kéo dài 38 vòng đấu. Harry Kane ghi 30 bàn với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng XG chỉ đạt 21,5. Điều này đồng nghĩa Harry Kane có 9,5 pha lập công vượt mong đợi. Harry Kane là lý do tại sao Tottenham Hotspur ghi 70 bàn chỉ với 57,8 XG trong mùa giải 2022-2023. Hiệu số dương 12,2 là cao thứ 3 tại Premier League sau Man City và Arsenal. Các bàn thắng của Harry Kane mang về 24 điểm cho Tottenham Hotspur, nhiều nhất giải đấu cùng với Erling Haaland. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên khi được hơn 30 bàn thắng trong hai mùa giải Premier League kéo dài 38 vòng. Khả năng sáng tạo là vấn đề lớn của Tottenham Hotspur mùa giải 2022-2023. Tottenham xếp thứ 8 tại Premier League về số bàn thắng kỳ vọng, thứ 7 về số cú sút thực hiện 507 và thứ 8 về số cơ hội lớn tạo ra 61. Những cú sút đó cũng cho giá trị thấp. Tỷ lệ 0,11 XG mỗi cú sút của Tottenham Hotspur đứng thứ 16 toàn giải. Ngược lại, Harry Kane nằm trong số những cầu thủ sáng tạo nhất của Tottenham Hotspur. Harry Kane gần đây có xu hướng lùi sâu để tham gia kiến tạo. Trung bình Harry Kane tạo ra 1,34 cơ hội, dẫn tới một pha dứt điểm mỗi 90 phút trong mùa giải 2022-2023. Đây là thành tích không cầu thủ nào chạm đến được. Anh không chỉ là một số 9 đơn thuần mà ở tầm đẳng cấp thế giới. Thực tế, Harry Kane sút ít hơn và kiến tạo nhiều hơn, nhưng luôn duy trì sự hiệu quả trước khung thành. Cần biết rằng Harry Kane thể hiện phong độ đáng nể trong mùa giải mà Son Heung-min sa sút. Đối tác an ý không còn giữ vững phong độ, nhưng điều đó chẳng mấy ảnh hưởng tới Harry Kane. Không có Harry Kane, không biết Tottenham Hotspur sẽ đi về đâu. Thậm chí Tottenham có thể rơi vào cuộc chiến trụ hạng. The Analyst nhận định như vậy. Tới lúc Harry Kane giành danh hiệu để chứng minh sự vĩ đại của bản thân. Chọn ở lại, Harry Kane chẳng có gì hơn ngoài những bàn thắng. Xong, MU lại bỏ qua cơ hội chiêu mộ trung phong người Anh, dù theo đuổi chân sút 29 tuổi từ lâu. Cái tát cho MU. Huấn luyện viên Ten Hag xem chân sút sinh năm 1993 là người phù hợp với lối chơi ông muốn xây dựng tại Old Trafford. Thành tích của MU lẽ ra tốt hơn trong mùa giải 2022-2023 nếu họ sở hữu một chân sút chất lượng như Harry Kane. Quỷ Đỏ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, song phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Marco Rashford. MU trung bình thực hiện hơn 15 cú sút mỗi trận, nhưng số trận ghi trên 3 bàn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cá nhân Bruno Fernandes tạo ra nhiều cơ hội nhất top 5 giải đấu châu Âu. Thế nhưng, anh chỉ có 8 kiến tạo tại Premier League, kém hơn Kevin De Bruyne với 16 lần dọn cỗ. Đó là lúc MU khao khát một chân sút như Harry Kane để tận dụng những thời cơ tạo ra. Khả năng sáng tạo sẵn có của hàng công Quỷ Đỏ cùng với tài săn bàn của Harry Kane là một sự kết hợp rất hứa hẹn. Tuy nhiên, Harry Kane ngày càng xa tầm với của MU. Ở tuổi 29, Harry Kane vẫn còn cơ hội vươn tới đỉnh cao sự nghiệp với những danh hiệu. Thậm chí có thông tin cho rằng anh chờ đợi MU đưa ra lời đề nghị. Xong, không có bất cứ tín hiệu nào tới từ đội bóng áo đỏ. Khâu chuyển nhượng của MU có vấn đề. Họ cất công theo đuổi Harry Kane trong thời gian dài nhưng không thành. Thương vụ Mason Mount cũng trở nên bế tắc. MU nguy cơ khép lại mùa hè năm 2023 với nỗi thất vọng và
và việc Harry Kane gia nhập Bayern Munich có thể mang tới nỗi đau lớn nhất. Từ chối MU, sao Hàn Quốc đồng ý đến Bayern Munich. Kim Min-jae đã đạt thỏa thuận cá nhân với nhà đương kim vô địch Bundesliga và gần như chắc chắn sẽ gia nhập đội chủ sân Allianz Arena trong ít ngày tới. Truyền thông Đức đưa tin, trung vệ người Hàn Quốc đã đồng ý các điều khoản cá nhân với câu lạc bộ Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria đề nghị ngôi sao của Napoli bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức thu nhập 5 triệu euro một mùa, cao hơn nhiều so với mức 2 triệu euro một mùa cầu thủ này đang nhận tại câu lạc bộ Napoli. Trước đó, Napoli đề nghị trung vệ 26 tuổi mức thu nhập 4,5 triệu euro một mùa trong bản hợp đồng mới. Song, ngôi sao tuyển Hàn Quốc muốn đến chơi ở một câu lạc bộ lớn hơn. Vấn đề còn lại với Bayern Munich là đàm phán phí chuyển nhượng cùng câu lạc bộ Napoli. Bin khẳng định ban lãnh đạo câu lạc bộ nước Đức sẽ trả phí giải phóng hợp đồng của Kim Min-jae vào khoảng 50 triệu euro. Tuy nhiên, Gazeta dello Sport tiết lộ vụ Kim Min-jae chỉ chính thức hoàn tất khi cầu thủ hoàn tất vài tuần nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Trung vệ sinh năm 1996 đang ở quê nhà để phục vụ trong quân đội. Giống Son Heung-min, Kim Min-jae được giảm thời gian nghĩa vụ quân sự do thành tích vô địch ASEAN 18 cùng với Olympic Hàn Quốc. Son Heung-min đã trải qua 3 tuần huấn luyện quân sự vào năm 2020. Thăng hoa cùng Napoli ở mùa giải 2022-2023, Kim Min-jae được tạp chí 442 xếp vào nhóm 10 trung vệ hay nhất thế giới bên cạnh Antonio Rudiger, David Alaba hay Ruben Dias. Anh trở thành cầu thủ người Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch Serie A trong màu áo của Napoli. Trung vệ 26 tuổi này là cầu thủ người Hàn Quốc thứ hai sau Park Ji-sung của MU ngoài hạng Anh, từng vô địch một giải đấu thuộc top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Inter Milan từ chối lời đề nghị đầu tiên của MU cho Onana. Đội chủ sân Old Trafford sẽ phải nâng giá nếu muốn chiêu mộ được thủ môn Andre Onana trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Sport Italia tiết lộ lời đề nghị đầu tiên của Manchester United cho Onana trị giá 45 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng chủ quản của cầu thủ Inter Milan nhanh chóng từ chối mức giá đầu tiên từ quỷ đỏ. Nerazzurri muốn ít nhất 60 triệu euro để bán thủ môn số 1 của đội bóng ở mùa giải vừa qua. Thực tế, lời đề nghị của MU mới là bước khởi đầu. Nửa đỏ thành Manchester khả năng cao tăng giá trong những lần họ mua tiếp theo. Huấn luyện viên Erik ten Hag xem Onana là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng trong hè năm 2023. Chiến lược gia người Hà Lan muốn giải quyết bài toán trong khung gỗ đội bóng sớm trước khi chuyến du đấu mùa hè năm 2023 tại Mỹ bắt đầu vào giữa tháng 7. Màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết Champions League 2022-2023 giúp Onana trở thành cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh các đội bóng hàng đầu ưa chuộng những thủ môn chơi chân giỏi và cũng có khả năng cản phá tốt, phong độ của Onana trước Man City gây ấn tượng mạnh. Huấn luyện viên Ten Hag cũng không lạ gì năng lực của người học trò cũ tại câu lạc bộ Ajax. Ngay trong mùa giải đầu tiên đến Inter theo dạng tự do, thủ môn người Cameroon xoán ngôi Samir Handanovic. Thời huấn luyện viên Ten Hag còn làm việc tại câu lạc bộ Ajax, Onana ra sân tới 145 lần và được chiến lược gia người Hà Lan mô tả như là thủ môn bậc thầy trong khả năng dùng chân kiểm soát hay là chuyền bóng. Về phần Inter Milan, đội bóng Á quân Champions League 2022-2023 cũng sẵn sàng bán Onana trong bối cảnh gặp khó khăn về mặt tài chính. Corriere dello Sport tiết lộ, đại diện của Serie A đã bắt đầu đàm phán với Sergio Donetsk để mua về thủ môn mới trong trường hợp Onana rời đội. Diễn biến mới nhất vụ MU theo đuổi Rasmus Højlund. Theo ESPN, MU sẽ không đáp ứng đòi hỏi lên tới 86 triệu bảng từ Atalanta cho trường hợp của tiền đạo Rasmus Højlund. MU rất cần một tiền đạo mới ở hè năm 2023. Họ nhắm Harry Kane như mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, hai lời đề nghị của Quỷ Đỏ đã bị Tottenham từ chối. Truyền thông Anh khẳng định MU đã rút lui khỏi thương vụ Harry Kane do thái độ cứng rắn đến từ chủ tịch Daniel Levy. Bây giờ, đội chủ sân Old Trafford đang chuyển hướng sang những mục tiêu mới. MU được cho là quan tâm tới Rasmus Højlund của Atalanta. Tiền đạo của Atalanta đã được liên hệ chuyển đến MU sau một giải đầu tiên ấn tượng tại Serie A, ghi 9 bàn. Rasmus Højlund cũng đã chơi rất tốt ở đội tuyển Đan Mạch, anh có 5 bàn trong 5 trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Chân sút người Đan Mạch còn 4 năm trong hợp đồng với đội bóng của Italia. Điều này khiến Atalanta có lợi thế lớn khi đàm phán và họ đang yêu cầu một số tiền lên tới 86 triệu bảng. Mới nhất, theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Quỷ Đỏ không có kế hoạch đáp ứng khoản phí khổng lồ mà đại diện đến từ Serie A yêu cầu. Ông cho biết, Atalanta muốn khoảng 60 tới 70 triệu euro cho Rasmus Højlund, chưa bao gồm phụ phí. Đây là những gì họ yêu cầu cho đến thời điểm hiện tại và MU dự kiến sẽ chi ít hơn con số này cho một cầu thủ như là Højlund. Ngoài tiền đạo của Atalanta, MU cũng đưa Victor Osimhen hay Randal Kolo Muani vào tầm ngắm. Tuy nhiên, cả hai thương vụ này cũng rất khó khăn. Napoli muốn tới 130 triệu euro cho Osimhen, trong khi đó để có Kolo Muani, Man đỏ cũng phải chi ra khoảng 90 tới 100 triệu euro.